bây giờ các cái tác dụng phụ của sâm ấy thì uh, quả thực là cũng chưa có cái nghiên cứu nào mà mang tính chất khoa học lâm sản về cái tác dụng phụ của sâm ngọc linh sâm lai châu cả mà chủ yếu là người ta khuyến cáo Cái tác dụng phụ của sâm là dựa trên các cái tài liệu của trung quốc ấy, của đông y trung quốc mà tài liệu đông y trung quốc thì nói về sâm hàn quốc với sâm với sâm trung quốc tức là sâm trường bạch ấy đấy. chứ cũng không phải là dành cho sâm ngọc linh thì uh, người ta cứ lấy cái đấy ra áp vào thôi. Nhưng mà quá trình như vậy thì nó không chính xác. Tuy nhiên là cái quá trình mà bởi vì tôi cung cấp xâm cho hàng nghìn người dùng rồi và cái quá trình à, khách hàng sử dụng ấy, thì tôi là rút ra hai cái, hai à, cái tác dụng là phụ mà hay thấy là thứ nhất là những cái người mà tiêu hóa kém, bụng dạ kém, lạnh bụng hay bị lạnh. Thì dùng thì có một số người nhé tức là những cái người mà yếu bụng này hay bị đi ngoài này tiêu chảy này thì có một số người dùng vào thì sẽ đau bụng với đi tiêu chảy nhiều hơn đấy thì đấy là một trường hợp với thứ hai là những cái người mà nhạy cảm quá nhạy cảm quá thần kinh nhạy cảm quá đấy thì họ hay mất ngủ đấy, thì dùng sâm vào buổi tối đấy thì là họ thức trắng đêm luôn đấy, thì đấy là cái tác dụng phụ của sâm Sâm nó gây tỉnh táo nhưng mà cái, cái 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 tác dụng của nó mạnh quá thì nó lại cuối cùng nó làm tỉnh táo quá làm người ta mất ngủ. Thêm một cái nữa là có một số người là dùng là thấy đau đầu. Đấy. Cái này thì cũng chưa hiểu nguyên nhân là do cái gì nhưng mà có thể là cũng có thể là những cái người bị cao huyết áp hoặc là họ cái mạch máu họ không không sạch trên quá trình dùng dùng sâm ban đầu đấy là sâm nó là khí huyết nó lưu thông mạnh mà thì thì có thể là nó gây ra tăng huyết áp hoặc là cái mạch máu họ không sạch nó bị sơ hóa sơ vữa và nó tắc mạch ấy. thì cái quá trình lưu thông nó gây nó 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 gây nó gây đau đầu Đó. thì có thể là như thế rồi đấy là cái đoán cái đoán đoán mò của tôi còn lại là một vài trường hợp thì nó gây nóng nóng là do là mình dùng sâm ngâm mật ong ngâm mật ong thì có một số người ăn mật ong người nóng mà thì dùng sâm ngâm mật ong thì Uh, sâm nó ngậm mật ong và quá trình dùng sâm thì cũng uống mật ong nữa thì nó gây nóng thì đấy là một vài cái tác dụng phụ mà mà trong cái quá trình hàng nghìn người sử dụng thì thì thấy như thế nhưng mà rất ít rất ít rất hạn hữu nhưng về cơ bản tôi đánh giá thì uh, sâm hồng linh thì ai cũng dùng được từ trẻ con người già người bệnh hay người nóng trong người cao đáp cấp dùng hết và cái quan trọng nhất là cái quá trình mình sử dụng mình theo dõi cơ thể để xem là nó phản ứng như thế nào thôi thì để mình biết hạn chế và biết dừng lại hoặc là biết hạn chế cái liều lượng đi thôi chứ còn tôi đánh giá là nó là một cái loại mà dược liệu là an toàn nhất ai cũng thể sử dụng được